Đời sống thú vị xin chào các bạn. Khi mà cái tủ nó kém lạnh nhé, mà các bạn xem là cái giá lạnh của nó đấy. Nếu mà nó như cái mà các bạn đang nhìn này, nó đóng tuyết nhiều ở đó đấy, thì các bạn chú ý là kiểm tra đấy, kiểm tra cái bộ xả đá. Bởi vì khi mà nó không xả đá được ấy, tức là nó không làm hết tuyết được ấy, thì cái lượng lưu thông nhiệt nó sẽ không ra được dàn khoang lạnh đấy, nó sẽ rất kém. Bây giờ các bạn xem cái tủ Panasonic, tôi sẽ gỡ ra để xem là cái mà nó thực sự là tốt đó. Cái dàn lạnh ấy nó thông thoáng ấy, thì nó sẽ giúp cho cái sự trao đổi nhiệt từ dàn lạnh ra khoang lạnh được tốt. Đây này, bình thường ấy, là nó phải thoáng như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy cái dàn dàn lạnh ấy. Thế như lúc nãy ấy, là nó vẫn đóng kín. Đây cái quạt nó nằm ở trên này, thì luồng không khí ở dàn ở khoang lạnh, đây ở khoang lạnh sẽ đi vào đây, đi vào đây và đây đi vào đây. Đó. Sau đó là chui ngược lên trên này, đó. Rồi thổi ra, đây, quạt nó hút nó sẽ đẩy ra, đấy, đẩy ra cái khoang lạnh. Thế mà như lúc nãy các bạn thấy là nó đóng kín tuyết ở đây, dẫn đến là cái không khí, cái quạt ở trên này vẫn quay, nhưng cái không khí, luồng không khí không được trao đổi đấy, dẫn đến là nó kém lạnh. Thì khi mà cái tủ nó kém lạnh, chúng ta gỡ ra mà thấy nó đóng tuyết nhiều như thế đấy, thì cái vấn đề là nó sẽ không được xả đá đấy, nó không được xả tuyết. Thế nên là chúng ta sẽ kiểm tra cái đó. Còn bình thường ấy, nó phải thông thoáng. Sau 8 đến 10 giờ là nó sẽ xả đá. Tùy từng cái, 12 giờ. Thì chúng ta kiểm tra cái đó. Đấy, cái bộ phận xả đá của nó. Tại sao mà nó bị đóng đá nhiều như thế? Đây, thế còn cái cách mà chúng ta, nếu như chúng ta kiểm tra xem cái, có người không có đồng hồ thì kiểm tra xem là cái độ lạnh của tủ có tốt không. Thì chúng ta sẽ dùng cái tay như này, nhúng vào nước. Nhúng vào nước thế này. Sau đó là sờ vào cái ống của nó. Đó, nếu nó dính như thế này. Đó, dính như thế này thì độ âm là tốt. Đấy, rất là lạnh. Đấy, nó dính rất chắc. Đây nhá, tôi dính vào nhé. Đấy, nó kéo ra như thế. Đấy, thì là cái độ âm tốt. Nếu như các bạn không có đồng hồ. Đó là cái cách kiểm tra cái độ âm nếu như không có đồng hồ. Còn nếu có đồng hồ kẹp trực tiếp vào đây sẽ biết được cái độ âm của dàn lạnh nó có tốt hay không. Là cái như thế. Đấy, thì cái như thế này. Còn tôi nói thêm về cái quy trình của cái làn lạnh xuống ngăn mát. Đấy, rất là nhiều người không biết cái cách chỉnh, dẫn đến là cái tủ nó chạy là tốn điện, hoặc là ngăn mát là không lạnh, hoặc ngăn mát lạnh quá. Thì như thế này này, hút không khí từ dưới này, từ khoang này đi qua dàn lạnh. Đó, rồi đổ ngược ra. Đấy, thì hút vào đây này, vào dàn lạnh này. Đấy, đi qua dàn lạnh này. Đó, quạt sẽ hút này, hút ra đây này. Và đây nó thổi ra khoang lạnh này. Đấy, thổi ra cái khoang này. Còn một phần nó sẽ xuống ngăn mát. Đấy, thì ngăn mát đóng mở bởi cái cửa này. Khi mà chúng ta mở cái mắt đây, đó, nó như thế này này. Đó, đây tôi úp vào thế này. Đó, khi chúng ta đóng vào bên này, đó, đóng vào bên này thì nó đóng cái này lại, tức là nó không xuống được dưới. Đó, các bạn chú ý là nó không xuống được dưới. Nó có mỗi cái lá thế thôi. Đấy, mỗi cái lá thế này đóng mở về min này, về mắt này. Đó, có mỗi vậy thôi. Còn nếu như mà chúng ta sờ vào mà nó nhấc ra mà không thấy nó dính, cái độ âm rất kém. Đấy, thì là do lốc. Còn như lúc nãy các bạn thấy này, cái dàn lạnh bám kín tuyết như thế, thế nên cái luồng không khí không lưu thông được. Đấy, do đó độ âm của dàn lạnh thì tốt.
nhưng mà lấy nhiệt từ cái giàn lạnh này ra cái khoang lạnh thì lại không được. Thì chúng ta kiểm tra cái bộ phận xả ra làm sao mà giàn nó thông thoáng như thế này. Thì khi quạt nó hút, nó trao đổi nhiệt thì bắt đầu lấy nhiệt ra khoang lạnh thôi. Còn cái phần dưới khoang mát ấy, thì nó chỉ có mỗi là cái cửa này thôi, gạt ra gạt vào. Còn nếu như mà nó độ âm của trên này tốt đấy, mà mở ra hết cỡ rồi mà cái khoang mát nó vẫn không lạnh, thì cái đó chúng ta sẽ kiểm tra cái lỗ thông hơi xuống nó có bị đá đóng kín hay không. Nhưng mà cái trường hợp này ít lắm, bởi vì đá nó không thể đông ở cái nhiệt độ dương được, thế nên là nó ngăn mát là nhiệt độ dương mà. Đấy, thế nên là chúng ta rất hiếm khi bị như thế. Thứ nhất là cái giàn lạnh thông thoáng này, và cái giàn lạnh bị bó tuyết nhiều. Đấy. Thì cái mà chúng ta kiểm tra thì đây, cái bộ phận xả đá của nó gồm có 3 thứ. Cái timer này, cái chở phá băng này. Đấy, thì cái chở phá băng nó nằm ở dưới này. Đấy, nằm ở dưới này, khi mà nó làm đốt nóng lên thì làm tan tuyết ở trên này. Như thế. Và cái này là cái sò lạnh để nối. Biết rằng là cái này ấy, khi mà nó đủ độ lạnh ấy, nó sẽ đóng lại. Đấy. Để làm cho cái bộ phận cho cái này hoạt động. Đấy. Cái chở phá băng hoạt động. Nếu như chúng ta kiểm tra mà ba cái này, một trong ba cái này nó hư, nó sẽ làm cho cái giàn lạnh bị đóng băng như vậy. Thì chúng ta kiểm tra nếu hạng thư hư cái nào thì thay cái đó. Đó là như vậy. Thì như thế này, nó có cái thế này. Khi chúng ta thấy nó kém lạnh mà tủ vẫn chạy bình thường, chúng ta gỡ ra, thấy nó đóng băng, thì chúng ta kiểm tra ba thứ này. Còn một cái vấn đề nữa, tức là khi mà cái timer này nó bị hư, nó bị kẹt, có cái là người ta để ở trong cái ngăn mát ấy, thế nên nó tiếp xúc với cái hơi ẩm, nó sẽ dẫn đến là bị kẹt. Còn có loại thì họ để ở bên đằng sau tủ, bên dưới, thì cái đó nó không bị ẩm, thì nó sẽ ít bị kẹt hơn. Nhưng có cái loại nó để ở trong, thì khi mà chúng ta thấy nó kẹt ấy, tức là nó xả đá xong rồi nó không chạy lại, nó không đóng điện để nó chạy lại, dẫn đến là nó không chạy. Thế nên là khi mà chúng ta thấy nó tình trạng đó, thì tôi hay dùng cái này, cái bình xịt rỉ RP7, chúng ta xịt trực tiếp vào trong cái timer, đấy, xịt vào chỗ cái này. Đó. Nếu như nó bị kẹt đấy, nó sẽ được trơn, được bôi trơn. Thì khi mà nó chạy ấy, nó sẽ không bị mắc kẹt ở đây. À, cái này thì nó sẽ đóng điện cho cái bộ phận xả đá hoạt động. À, thì cái đơn giản là cái mẹo tôi làm như vậy thôi. Còn cái việc nữa là khi mà cái tủ nó chạy liên tục, các bạn để ý thế này. Đây là cái rẹp mota, cái mà điều khiển cái lốc à. Nó nằm ở ngăn mát. Thế nên khi mà đã kém lạnh rồi thì cái nhiệt độ nó xuống ngăn mát càng kém. Dẫn đến là cái này nó cứ cảm nhận là không đủ nhiệt độ, vậy là nó cứ để cho lốc chạy. Thì khi chúng ta thấy mà cái hiện tượng mà chạy liên tục không nghỉ như thế, thì chúng ta cũng có thể là kiểm tra cái giàn lạnh. Nếu nó bó lại thì nó sẽ kém lạnh và nhiệt độ xuống ngăn mát kém, thì chúng ta phải xử lý để cho nó xuống ngăn mát nhiều, thì nó cảm biến vào cái rèm mota này, nó sẽ ngắt cái lốc. Chứ còn nếu không á, là lốc nó sẽ chạy liên tục. Thì hôm nay tôi có hướng dẫn về cái ba cái như thế. Khi nó kém lạnh thì chúng ta kiểm tra cái giàn lạnh xem có bị bó không. Nếu bó thì chúng ta kiểm tra ba cái loại này. Còn nếu như nó chạy lâu không ngắt, chúng ta cũng có thể kiểm tra xem là có phải là nó bị bó không. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình bình an. Cảm ơn bạn đã theo dõi.